Các bạn thân mến, kênh Tiếng Vọng xin kính chào các bạn. Noel, mùa Giáng sinh là của những người theo đạo Thiên Chúa. Những người đó là bạn của chúng ta. Họ vui, ta cũng vui. Ngày lễ của họ là thành ngày lễ của xã hội chúng ta đang sống. Tôi biết có rất nhiều người không theo đạo Thiên Chúa nhưng vẫn vui vẻ và cùng đi dạo bước trong đêm Noel. Nhân dịp mùa Giáng sinh, mời các bạn cùng nghe lại một câu chuyện có một tiếng vọng từ năm 1897 vọng lại với chúng ta mùa Noel này. Ông già Noel có thật không? Vào năm 1897, vào năm 1897, một bé gái ở New York tên là Virginia đã viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về ông già Noel. Cô bé viết rằng: "Cháu được 8 tuổi rồi. Bạn cháu nhiều đứa nói rằng ông già Noel không có thực. Bố cháu thì bảo nên hỏi tờ báo Sun. Xin hãy cho cháu biết ông già Noel có thực không?" Câu hỏi của cô bé quan trọng đến nỗi ông chủ bút Francis phải đích thân trả lời. Ông viết: "Virginia thân mến, các bạn cháu nói không đúng. Những người như họ luôn hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy và hiểu được, mặc dù trí óc của họ nhỏ bé biết bao. Virginia, trí tuệ con người dù là người lớn hay trẻ em, tất cả đều nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như một không gian bao la, thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi." "Vâng, thưa cô Virginia, ông già Noel có thực. Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta. Nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn. Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan. Nếu không tin là có ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những chuyện thần tiên. Cháu có thể nói với bố nhờ người canh cửa trong đêm Giáng sinh để bắt gặp bằng được ông già Noel. Nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa thì cũng đâu có chứng minh được điều gì. Chứ ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông già Noel không có thực. Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Cháu có bao giờ nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa?" "Dĩ nhiên là chưa. Nhưng đó đâu phải bằng chứng để cho rằng không có chuyện đó. Không ai có thể hiểu và tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được trong thế giới của chúng ta. Cháu có thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc để tìm xem cái gì kêu lách cách bên trong. Nhưng trên đời này có một thế giới kỳ diệu được bao phủ bởi một bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của cả thế gian này có thể xuyên qua được. Chỉ có bằng niềm tin và tình yêu chúng ta mới vén được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy và huy hoàng bên trong. Những chuyện đó có thực hay không? Virginia, đó là điều chân thực nhất trên thế gian này." "Ông già Noel không có thực ư?" "Nhờ trời, ông vẫn sống và sẽ sống mãi. Hàng nghìn năm sau, Virginia, mà không phải hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này."
chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc. Bài báo của Francis đã gây xúc động cho độc giả, nên sau đó, mỗi năm cứ đến mùa Giáng sinh, nó lại được đăng lại một cách trang trọng trên tờ New York Sun suốt cho đến năm 1950, khi tờ báo này đình bản. Mỗi khi đông về, khi trẻ em khắp nơi vui đón Giáng sinh, người ta lại nhớ đến câu chuyện năm nào. Và quả thực không có câu trả lời nào hay hơn bài báo năm 1897. Vâng, thưa các bạn, trên trái đất có rất nhiều tôn giáo. Mọi tôn giáo đều hướng con người đến cái thiện. Chúng ta hôm nay mừng lễ Noel, chúng ta chúc mừng các bạn theo đạo Thiên Chúa giáo của chúng ta. Mỗi người, mỗi ngày trong làm những cái việc tốt, những việc tử tế nho nhỏ để cho trái đất của chúng ta, để cho xã hội của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn lên. Kênh Tiếng Vọng xin chúc các bạn theo đạo Thiên Chúa cũng như không phải theo đạo Thiên Chúa một Giáng sinh an lành và hạnh phúc.